Kính thưa quý vị, cháu nội của cựu tổng thống Jimmy Carter tranh cử ghế thống đốc Georgia. Cháu nội của cựu tổng thống Jimmy Carter, thượng nghị sĩ Jason Carter, hiện đang lên kế hoạch chạy đua cho ghế thống đốc của Georgia nhiệm kỳ tới. Nhiều người ủng hộ tin tưởng ông sẽ trở thành ứng cử viên sáng giá của đảng Dân Chủ nhằm xóa ngôi của thống đốc đảng Cộng Hòa là ông Nathan Deal. Trước đó, Jason Carter đã từng được bầu làm thượng nghị sĩ của tiểu bang Georgia vào năm 2010. Carter không phải là ứng cử viên duy nhất của đảng Cộng Hòa chạy đua cho ghế thống đốc Georgia nhiệm kỳ 2014. Một ứng cử viên khác là bà Michelle Nunn, hiện đang theo đuổi chức danh thượng nghị sĩ mà cha của bà, ông Sam Nunn, đã từng nắm giữ cách đây 24 năm.